cập nhật tin tức Hoa Kỳ và thế giới. Bản tin hôm nay bao gồm những nội dung chính sau. Hơn 8 năm kiên cường đối mặt với các cuộc tấn công chính trị từ đảng Dân Chủ của Tổng thống Donald Trump. Cựu Tổng thống Donald Trump hứa rằng nếu đắc cử Tổng thống vào tháng 11, chính quyền của ông sẽ loại bỏ thuế đánh vào tiền boa. Hiệp hội bảo vệ cảnh sát Las Vegas tán thành Tổng thống Jay Trump. NATO đã vượt lằn ranh đỏ lần này Nga đừng hòng thách thức. Và sau đây là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, cho đến thời điểm hiện tại, Tổng thống Trump đã tạo nên lịch sử khi trải qua hơn 8 năm trời vất vả để chiến đấu với bọn côn đồ cánh tả cấp tiến, bảo vệ sự thịnh vượng của Hoa Kỳ và người dân nơi đây. Các cuộc tấn công chính trị chưa từng có tiền lệ và đầy quyết liệt của đảng Dân Chủ nhằm vào Donald Trump đã bắt đầu từ trước khi ông đắc cử tổng thống vào năm 2016. Bill McGinn, cây viết của Wall Street Journal, và Katie Chagasky, cựu công tố viên liên bang, đã tham gia chương trình The Evening Edit của người dẫn chương trình Liz McDonald để thảo luận về chủ đề này. Họ nhấn mạnh rằng, trong hệ thống pháp lý của Mỹ, mọi người đều vô tội cho đến khi bị chứng minh là có tội. Nhưng đảng Dân Chủ dường như không tuân thủ nguyên tắc này đối với Tổng thống Trump. McCain cho rằng những cuộc tấn công này nhắc ông nhớ đến bộ phim *Is a Mad, 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 Mad World của thập niên 60, nơi các nhân vật nổi tiếng đi khắp đất nước để tìm kiếm một đống tiền. Tương tự, Tổng thống Trump đã trở thành mục tiêu của nhiều cuộc tấn công từ nhiều phía của đảng Dân Chủ. Một điểm đáng chú ý là đảng Dân Chủ đã coi thường luật pháp, sử dụng chính phủ như một công cụ để chống lại ngài Trump, chẳng hạn như việc Cục Điều tra Liên bang FBI theo dõi Carter Page và các công tố viên chạy đua để khởi tố. Katie Chukasky cũng đồng ý với quan điểm này và bổ sung rằng các cuộc tấn công vô đạo đức này đã bắt đầu từ trước khi Donald Trump đắc cử tổng thống năm 2016. Đảng Dân Chủ đã lợi dụng FBI để tiến hành các cuộc nghe lén nhằm do thám chiến dịch của Trump với cáo buộc cựu tổng thống thông đồng với Nga. Mặc dù Robert Mueller sau đó đã kết luận rằng không có sự thông đồng nào ở đây cả. Quan trọng hơn hết, việc đảng Dân Chủ bác bỏ chiến thắng của Trump và gọi ông là tổng thống bất hợp pháp đã tạo ra một tiền lệ nguy hiểm với nền Dân Chủ Hoa Kỳ. Tchaikovsky tiếp tục bằng cách chỉ ra rằng các cuộc tấn công pháp lý vào Trump, đặc biệt là vụ án tại New York, có nhiều khả năng bị đảo ngược khi kháng cáo. Tuy nhiên, nếu kết quả kháng cáo không được đưa ra trước khi cuộc bầu cử kết thúc, nó sẽ ảnh hưởng đến quyết định bầu cử của cử tri mà không có cách nào khắc phục. Các cuộc tấn công chống lại Trump của đám thổ vị cánh tả không chỉ là vấn đề cá nhân mà còn là một chiến lược chính trị nhằm ngăn cản ông tái đắc cử. Mặc dù Tổng thống Trump không được lòng một số người dân Hoa Kỳ, nhưng họ cũng không thích việc chính phủ ngang nhiên sử dụng quyền lực để tấn công một ứng cử viên theo cách này. Điều này được thể hiện rõ qua việc các cuộc khảo sát ý kiến không thay đổi nhiều kể từ khi Trump bị kết tội. Cựu Tổng thống vẫn nhận được sự ủng hộ và số tiền quyên góp cao ngất ngưỡng. Nhưng cuộc tấn công chính trị của đảng Dân Chủ xuyên suốt 8 năm qua nhắm vào Tổng thống Trump không chỉ gây ra sự bất mãn, mà còn là một dấu hiệu cho thấy hệ thống pháp lý Hoa Kỳ đang bị lạm dụng vì mục đích chính trị. Dù chúng ta có đồng ý hay không, thì những gì đang diễn ra, bao gồm cả bản án 34 tội danh nhắm vào Tổng thống Trump, là một sự vi phạm nghiêm trọng của chính quyền Biden và đảng Dân Chủ đối với các nguyên tắc cơ bản của hệ thống pháp lý Mỹ. Kính thưa quý vị, trong cuộc vận động tranh cử ở Las Vegas, Nevada hôm Chủ nhật tuần rồi, Tổng thống Trump nói với đám đông rằng chính quyền của ông sẽ không đánh thuế tiền bo của những người làm việc trong khách sạn, nhà hàng hoặc các công việc khác. Vì vậy, đây là lần đầu tiên tôi nói điều này và đối với những nhân viên khách sạn và những người nhận được tiền bo, các bạn sẽ rất vui, bởi vì khi tôi trở lại tòa bạch ốc, chúng tôi sẽ không tính thuế tiền bo, bởi đây là quà tặng cho các bạn. Theo trang web của Sở Thuế Phụ IRS, tiền bo được mô tả là các khoản thanh toán tùy ý, tùy chọn hoặc bổ sung do khách hàng xác định mà nhân viên nhận được từ khách hàng. Nhân viên có thể nhận tiền bo, tiền bo còn lại thông qua thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, hoặc số tiền bo nhận được từ các nhân viên khác được thanh toán thông qua nhóm tiền bo hoặc chia tiền bo. Sở thuế vụ lưu ý rằng, tất cả tiền bo bằng tiền mặt và không dùng tiền mặt mà nhân viên nhận được là thu nhập và phải chịu thuế thu nhập liên bang. Tất cả tiền bo mà nhân viên nhận được trong bất kỳ tháng dương lịch nào đều phải chịu thuế an sinh xã hội và Medicare và phải được báo cáo cho người sử dụng lao động. Nếu tổng số tiền bo mà nhân viên nhận được trong một tháng theo lịch của một chủ lao động ít hơn 20 đô la, thì những khoản tiền bo này không bắt buộc phải báo cáo và không cần phải khấu trừ thuế. Tiền bo bao gồm tiền bo nhận được từ khách hàng, tiền bo tính phí, ví dụ phí thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ do người sử dụng lao động của nhân viên phân phát cho nhân viên và tiền bo nhận được từ các nhân viên khác theo bất kỳ thỏa thuận chia sẻ tiền bo nào. Tiền bo cũng bao gồm tiền bo mà nhân viên được tiếp trực tiếp và gián tiếp nhận được. Tổng thống Trump nói thêm, chúng ta sẽ bác bỏ luật lệ điên rồ đó ngay lập tức. Ngay ngày đầu tiên tôi tái đắc cử Tổng thống Mỹ 2024, bởi vì đó là một điểm gây tranh cãi trong nhiều năm và bạn đã làm rất tốt công việc phục vụ, chăm sóc mọi người, và họ cảm ơn bạn. Tấm lòng sẽ không bao giờ phải chịu thuế, phí. Kính thưa quý vị, hôm Chủ nhật vừa qua, Hiệp hội Bảo vệ Cảnh sát Las Vegas đã tán thành việc Tổng thống Donald J. Trump làm Tổng thống Hoa Kỳ. Đây là một trong những hiệp hội lớn nhất trong nước Mỹ, đại diện cho hơn 4.000 sĩ quan được quỷ quyền của Sở Cảnh sát Metro Las Vegas và thành phố Las Vegas. Trong bối cảnh tỷ lệ tội phạm tăng cao, tình trạng vô luật pháp và sự hỗn loạn ở nước Mỹ của Crockett Joe Biden, các quan chức thực thi pháp luật và các hiệp hội trên khắp đất nước, đều biết rằng Tổng thống Trump là người duy nhất có thể đưa nước Mỹ an toàn trở lại. Steve Grammas, sĩ quan cảnh sát của LVMPD và hiện là Chủ tịch Hiệp hội Bảo vệ Cảnh sát Las Vegas cho biết, chúng ta không thể tiếp tục xu hướng này thêm 4 năm nữa. Các sĩ quan cảnh sát của bạn cần được giúp đỡ, và sự giúp đỡ đó thuộc về Tổng thống Donald Trump. Ông ấy là tiếng nói và sự lãnh đạo mà chúng tôi rất cần để giữ an toàn cho cộng đồng của mình. Ông ấy luôn ủng hộ chúng tôi, và bây giờ là lúc chúng tôi ủng hộ ngài ấy. Dưới thời Crockett Joe Biden, số lượng nhân viên thực thi pháp luật bị bắn khi đang làm nhiệm vụ đã đạt mức cao kỷ lục. Chỉ riêng năm 2023, hơn 330 cảnh sát đã bị bắn khi đang làm nhiệm vụ, con số cao nhất mà Hội Cảnh sát Quynh Đệ từng ghi nhận. Những lời kêu gọi liên tục của đảng Dân Chủ về việc cắt ngân sách cho cảnh sát đã đi kèm với việc cắt giảm ngân sách cho các sở cảnh sát và sự sụt giảm 4,8% trên toàn quốc về số lượng cảnh sát ở các khu vực lân cận và cộng đồng của chúng ta trong 3 năm qua. Những người đàn ông và phụ nữ của LVPPA sát cánh cùng Tổng thống Trump và chúng tôi yêu cầu tất cả các bạn cũng làm như vậy. Trump 2024 Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Áo Claudia Tanner cho rằng một số thành viên thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã vượt lằn ranh đỏ khi cho phép Ukraine dùng vũ khí tấn công Nga. Cụ thể, trả lời phỏng vấn tờ Trai Pressy hôm 9 tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Áo Claudia Tanner cho rằng một số thành viên thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã vượt lằn ranh đỏ khi cho phép Ukraine dùng vũ khí mình viện trợ để tấn công các mục tiêu ở Nga. Việc một số thành viên NATO như Mỹ, Pháp, Đức, cho phép Ukraine dùng vũ khí những nước này viện trợ tấn công xuyên biên giới Nga, cho thấy họ đã vượt lằn ranh đỏ. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa đi quá xa khi Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg làm rõ rằng khối này sẽ không gửi quân tới Ukraine, bà Tanner nói. Khi được hỏi rằng liệu Ukraine sẽ thực sự dùng vũ khí NATO viện trợ tấn công Nga hay không, bà Tanner trả lời, chúng tôi là quốc gia trung lập nên tôi sẽ không nhận xét về vấn đề này. Theo trai Bresi, các nước phương Tây gần đây khẳng định rằng việc cho phép Ukraine dùng vũ khí hỗ viện trợ tấn công Nga không phải là hành vi vượt lằn ranh đỏ hay can dự trực tiếp vào xung đột. Các nước này chỉ đơn giản là hỗ trợ quân đội Ukraine trong việc ngăn chặn nỗ lực tiến công của Nga tại tỉnh Kharkiv, miền đông Ukraine. Trước đó, hôm 7 tháng 6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố rằng trong thời gian tới, ông sẽ thúc đẩy thành lập một liên minh để cử các huấn luyện viên quân sự đến Ukraine nhằm hỗ trợ đào tạo các đơn vị Kiev tác chiến hiệu quả hơn. Theo đài RT, từ lâu, tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc các nước phương Tây có lực lượng bí mật tham chiến tại Ukraine với danh nghĩa lính đánh thuê và tình nguyện viên. Thậm chí các nước phương Tây còn hỗ trợ quân Ukraine trong việc cung cấp thông tin tình báo và bảo dưỡng trang thiết bị quân sự trên chiến trường. Hôm 5 tháng 6, ông Putin cảnh báo rằng các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine do vũ khí phương Tây hậu thuẫn sẽ bị Nga xem là hành vi phương Tây can dự trực tiếp vào xung đột và Moscow có quyền đáp trả tương ứng. Thủ tướng Hungary cho rằng xung đột ở Ukraine chỉ có thể giải quyết khi lực lượng yêu chuộng hòa bình giành chiến thắng trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu và Mỹ. Ông nói, nếu những người yêu chuộng hòa bình giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ở châu Âu và Mỹ, thì hòa bình mới được thiết lập ở Ukraine. Nhiệm vụ đầu tiên của chúng tôi là giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào nghị viện châu Âu. Theo dõi chiến dịch bầu cử ở Pháp, Đức, Italia cùng nhiều nước EU khác, ông Viktor Orbán nhận thấy vấn đề chiến tranh, hòa bình đã xuất hiện ở khắp mọi nơi. Ông cho rằng đây là vấn đề toàn cầu châu Âu đang phải đối mặt và có ảnh hưởng lớn đến chiến dịch bầu cử ở các nước châu Âu. Cuộc bầu cử châu Âu năm nay đánh dấu bước lùi đáng kể của các đảng sinh thái tại Pháp khi chỉ nhận được khoảng 6% phiếu bầu, chưa bằng một nửa so với tỷ lệ 13,5% đạt được tại bầu cử châu Âu năm 2019 và dưới ngưỡng tối thiểu là 7% để có thể góp mặt tại Nghị viện châu Âu nhiệm kỳ mới. Nguyên nhân chủ yếu đến từ thực tiễn môi trường địa chính trị biến động Nhất là ảnh hưởng từ cuộc xung đột Nga-Ukraine khiến các chủ đề sinh thái môi trường không còn nằm trong danh sách ưu tiên của người dân Pháp, phải nhường chỗ cho các mối bận tâm khác như tăng trưởng kinh tế, lạm phát, an ninh hay nhập cư. Đây là chủ đề được các đảng cực hữu tại châu Âu khai thác và đang dẫn đầu tại 8 quốc gia EU khác, bao gồm Áo, Bỉ, Séc, Hungary, Italia, Hà Lan, Ba Lan và Slovakia. Theo dự kiến, cuộc bầu cử châu Âu tại Pháp sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 6 tới. Với sự tham gia của gần 50 triệu cử tri Pháp để lựa chọn ra 74 đại biểu tham gia nghị viện châu Âu trong 5 năm tới.